các bạn miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng loa đời 3 số nhưng mà sử dụng như của bác hình như là 4 số thì phải. Đây là JBL MR926 đời cao nhá. Đời 8 là dùng các 6 ni không có new chick. Còn đời 9 là có cả new chick, có cả 6 ni. Bây giờ anh em chúng em là đang hì hục tháo ra đấy. Đấy, trước mặt các bác đây. Trông như cái máng nợ đúng không? Đấy. Nhiều anh em bảo vui đây là loa này, loa máng nợ, nói thế xúc phạm cái loa ra. Đây là dòng MR926. Chuyên dùng cho các bác nào mà sự kiện tiệc cưới mà yêu cầu chất lượng âm thanh rất là cao. Đấy. 926 nhá. Đấy, đây là lưới này, ụ sợi. Về đây, các bác xem đây. Quần nguyên cả bụi này. Đấy, thấy không? Đó. Nguyên cả bụi. Ok này. Đấy. Đây là thùng ở bên trong phân tần này. Đấy. Tất cả nguyên zin nhá. Đây nó có kia tấm nhìn phân tần cái mút này, nó đậu ở đây, trước nó đậu ở cạnh đây này, sau là đánh nó bị mủ rồi, bây giờ bóp cái nó vụn ra. Đấy, bóp cái nó vụn ra, cái này thì bỏ thôi không làm gì cả. Đấy, chứng tỏ là đây là loa nguyên zin từ đầu đến đuôi nhá. Nguyên zin 100%. Chưa có sửa chữa. Hàng về là cắt bao như hôm trước các bác đã xem. Đó. Bát 40. Hôm trước đồng nhầm là 30. Bây giờ đính chính lại các bác là bát 40. Từ 19 cùng 76 nhất. Đấy, lật gỡ. Ôi, lật gỡ này. Ừ. Đó. Các bác thông cảm. Thợ nâu nắm không được sờ vào loa. Đấy. Rồi, ok. 2032H. Đấy. Có một con như này nữa thì nó lại xương 50, nó là 2042H. Đấy, con này 2032H. Đấy, xương các bác nhìn xem rất là đẹp. Từ 19 thôi. Từ 19 con 76. Rồi, ok. Em bỏ cái này sang bên kia đi. Nhấc nhấc cái này ra đây. Rồi. Đây là họng kèn này. Đấy. Rất là nặng. Em để tạm đây đã. Đấy. Đây các bác xem phần tần này. Ui trời ơi, đẹp long lanh. Đây nha, vẫn còn kia miếng mới vàng nha. Cái miếng mút này trước nó đậu xung quanh viền này này. Đấy, nó bung ra. Cái này phải dọn dẹp thôi. Không tránh được. Đấy, các bác xem này, thùng bên trong cũng rất là đẹp. Bông đinh còn chưa thêm gì này, thấy chưa? Rất là bền. Bóp kèn, bóp kèn. Đây là cái củ tép kèn. Tép kèn, tép kèn. Đấy. Củ tép kèn đây là củ đít nhôm. Cao cấp nha. 2418H. Thấy chưa? Đời rất là đời cao. Đời cao chất vót luôn. Kèn này được làm một cái kiểu như là con này là 926 đây, nó 5 nhôm. Hít nhôm, 2418H này. Mazda Invest A này, tất cả nguyên zin nhé. Lần đầu tiên anh em chúng em tháo ra. Kéo kéo bông vàng nhé. Đây, bây giờ là phải vệ sinh, bỏ hết các cái bụi bẩn này ra. Đây, ôi okay. Luôn chạm vào bùn này. Mấy chục năm. Phần tần rất là cùi. Nhưng tiếng rất là hay. Đấy, hôm nay em sẽ review các bác nhá. Đây củ bát đây. 2032H 8 ohm 077 này. Đấy, tiêu chuẩn JB, màng có dập số ấy. Ok. Ui giời ơi. Còn bát này, các bác nhìn này. Vẫn còn nguyên cả bụi nha. Đấy, vẫn còn nguyên cả bụi, chưa vệ sinh. Đấy. Con này đánh tiếng rất là hay. Nhưng mà độ nhạy rất cao, nhìn trông loa từ thường này thôi. Nhưng mà độ nhạy 102 dB nữa. Hôm qua mình có xem thông số trên website của JB nào. Độ nhạy rất là cao, 102 dB. Công suất 350W, 700W và peak là 1000W. Các bác dùng ground các đời công suất chỉ tầm 16 sò các bác đánh thoải mái. Đấy, các bác nhé. Con này rất là cái dễ ghép với cục đẩy công suất hoặc âm ni. Đấy, cái loại này các bác ghép với 203N hay 506N. Úi trời, hay tuyệt vời luôn, không thấy đâu được. Đấy. Mọi thắc mắc như chi tiết thì các bác có thể trực tiếp qua số điện thoại của em ở dưới phần mô tả nhé. Kèn nó có cả series MI này. Thùng gỗ rất là chắc chắn này. Đó. Ok, video review giới thiệu đến đây là kết thúc nhé. Các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp để anh em chúng em là tháo ra, tháo tung ra
vệ sinh chi tiết, sau đó là sẽ đóng gói lại. Đấy, và chờ các bác nào chốt đơn liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.